Ngày qua ngày, những người nhặt rác tại Basaha tìm đường lèn vào bãi rác trung tâm của thành phố, bất chấp lệnh phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Những người này kéo vào khu bãi rác theo nhóm. Những người đàn ông đi cùng con trai và anh chị em của mình. Rất nhiều trong số đó là trẻ em. Chúng tôi có biết tới virus corona cũng như các bệnh khác, nhưng chúng tôi buộc phải tới đây. Ngồi nhà thì lấy đâu ra tiền? Chúng tôi làm gì có lương? Không có việc làm, chúng tôi chẳng có gì ngoài Chúa. Tôi có 3 đứa con và chẳng ai giúp tôi cả. Chỉ với những miếng vải quấn quanh mặt để bảo vệ khỏi mùi xú ế, những người này mải miết kiếm đồ nhựa, vỏ lon bằng nhôm, kim loại, chai lọ thủy tinh, tất cả những gì có thể đem bán lại. Chúng tôi đeo khẩu trang để tránh mùi hôi thối. Đúng, chúng tôi có thể ngồi ở nhà và dùng đồ khử trùng, nhưng rồi thì lấy gì mà ăn? Sống ra sao đây? Tôi phải làm thế nào? Tôi có 2 bà vợ ở 2 nhà khác nhau và có 7 đứa con. Một người nhận rác khác cho biết lực lượng bảo vệ thường xuyên cố gắng thuyết phục họ ở nhà, nhưng cuối cùng thì cũng nhắm mắt làm ngơ, bởi họ biết rằng những người nhặt rác này không có nguồn thu nhập nào khác. Trung bình có khoảng 500 gia đình tại thành phố Basa sống bằng nghề nhặt rác. Tại thành phố dầu mỏ phía Nam Iraq này, một người nhặt rác kiếm được từ 8 đến 15 đô mỗi ngày. Có khoảng 400 lượt xe tải ra vào hàng ngày tại khu bãi rác, đổ xuống đây khoảng 1.200 tấn rác thải. Hồi đầu tháng này, phát ngôn viên Bộ Kế hoạch Iraq Abdul Jara al-Midawi cho biết có khoảng 20% dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ, và tỷ lệ này có thể tăng lên 30% trong năm nay bởi tỷ lệ thất nghiệp cao do virus corona.